Tạm dừng và tiếp tục quay video. Sau khi thiết lập xong này, các bạn nhấp vào OK mới sử dụng. Sau đó các bạn nhấp vào Record và sẽ có một màn hình thông báo hiển thị lên. Các bạn nhấp vào Start. Thế nhưng mày vắng luôn rồi ấy.